quan sát thí nghiệm và điền vào. Quan sát thí nghiệm và điền vào các từ còn thiếu vào chỗ trống. Chuẩn bị một cốc thủy tinh đựng nước và một thanh nhôm. Tiến hành đổ nước vào thủy tinh, cốc thủy tinh để mặt nước yên lặng. Dùng thìa gõ nhẹ hoặc là dùng cái thanh nhôm nhỏ gõ nhẹ, lắng nghe và quan sát. Thì các bạn kết luận là có âm thanh phát ra không? Và mặt nước có rung động không? Và mặt nước rung động thì thành cốc có... có âm thanh phát ra và mặt nước có rung động là có, và âm thanh này phát ra từ thành cốc, và nhận xét là thành cốc là dao động phát ra âm thanh. Búa cao su, giá treo, bóng bàn có treo, có dây treo. Tiến hành thí nghiệm, lắp giá treo, quả bóng bàn, gõ nhẹ màn trống và đưa lại chạm sát với quả bóng bàn, hoặc cho quả bóng bàn chạm sát với màn trống. Quan sát và lắng nghe. Có âm thanh phát ra từ đâu và màn trống có rung hay không? Vì sao? Và chúng ta nhận xét xem màn trống như thế nào thì phát ra âm thanh. Và chúng ta xem thí nghiệm. Ta thấy là có âm thanh phát ra và màn và âm thanh phát ra từ màn trống. Màn trống có rung không? Có. Vì sao? Vì quả bóng bàn, vì chúng ta thấy quả bóng bàn dao động, và nhận xét chung đó chính là màn trống dao động và phát ra âm thanh. Quan sát thí nghiệm và điền các từ còn thiếu vào chỗ trống. Dụng cụ đó là một cái âm thoa, một cái búa cao su, một giá treo, một bóng bàn có dây treo. Tiến hành thí nghiệm, lắp giá treo, quả bóng bàn phát ra hay không? Âm thanh phát ra từ đâu? Âm thanh có rung động hay không? Và vì sao? Nhận xét âm thoa và hay không? Âm thanh phát ra từ đâu? Âm thanh có rung động hay không? Và vì sao? Nhận xét âm thoa và phát ra như thế nào thì phát ra âm thanh. Chúng ta sẽ làm. Đó là chính xác là có nghe âm thanh, và âm thanh phát ra từ âm thoa, và âm thoa có rung không? Có. Và vì sao? Vì quả bóng bàn là thấy gì? Dao động. Và nhận xét là âm thoa dao động nên phát ra âm thanh. Vậy qua ba cái thí nghiệm thì rút ra được kết luận gì về nguồn âm và đặc điểm chung của nguồn âm? Như vậy chúng ta sẽ có cái kết luận: vật phát ra âm thanh thì gọi là nguồn âm. Khi phát ra âm thanh, các vật đều dao động. Ta sẽ đến với phần củng cố. Câu số 1. Âm thanh được tạo ra nhờ A. Nhiệt, B. Điện, C. Ánh sáng và D. Là dao động. Đáp án của mình là câu D. Câu số 2. Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây? A. Là khi kéo căng vật, khi uống cong vật, khi nén vật và khi làm cho vật dao động. Và đáp án của mình là câu D. Ta nghe được tiếng hát của ca sĩ trên TV, vì vậy đâu là nguồn âm? A. Người ca sĩ, sóng vô tuyến truyền trong không gian, màn hình TV, màn loa TV. Và đáp án của mình là câu D. Câu số 4. Khi gõ tay xuống mặt bàn, ta nghe thấy âm. Trong trường hợp này, vật nào đã dao động phát ra âm? A. Mặt bàn dao động phát ra âm. Tay gõ vào bàn nên tay đã dao động phát âm.
cả tay và mặt bàn đều dao động phát ra âm thanh. D. Lớp không khí giữa tay và mặt bàn dao động phát ra âm thanh. Và đáp án của mình đó là câu A. Khi trời mưa giông, ta thường nghe tiếng sấm sét. Vì vậy, vật nào đã phát ra tiếng sấm? A. Các đám mây va chạm vào nhau nên đã tạo dao động phát ra tiếng sấm. B. Các tia lửa điện khổng lồ dao động gây ra tiếng sấm. C. Không khí dao động quanh tia lửa điện đã bị giãn nở đột ngột khiến chúng dao động gây ra tiếng sấm. D. Cả ba lý do trên. Và chúng ta chọn đáp án cho cô đó chính là cả ba lý do trên.